Anh. Em đi chợ mới về à? Em chợ mới về mệt quá. Để đây cho anh. Đưa đây. Để anh xách cho. Cảm ơn anh nha. Để đi. Rồi xuống. Trời ơi, chợ mắc cái giống gì mà bữa nay nó đông nghẹt rồi, để em lấy nước không uống mới được khát nước quá. Để đó, anh sẽ lo cho. Cứ ngồi yên đó, tận hưởng những phút giây thư giãn đi. Anh sẽ lấy nước cho em uống. Trời ơi, cái ông này. Trời đất ơi. Đây, giờ uống nước lạnh đi cho nó mát. Chứ về ai mà uống nước nóng, phải không? Cảm ơn chồng nha. Không có gì. Chồng, lạnh uống về trời mà đi ra ngoài đường nóng thiệt, nóng về nhà uống một ly nước lọc mà lạnh không gì đã cái bằng. Tận hưởng. Dạ, cảm ơn anh. Đau. Trời, chết tôi rồi. Cái gì mà hả? Mặn cát vậy? Anh bỏ muối hả? Đâu có, nước á. Đi chợ về mệt gặp anh á. Nước gì mặn cát vậy, uống thử coi. Thì nước biển mà. Nước biển đâu đây mà có. Anh ra nhà tay em mua chai nước biển về em bỏ muối vô thành ra nước biển. Hết chuyện nó giỡn nè. Nó giỡn vui mà. Vui gì, em thấy không vui chút xíu nào đó. Trời ơi, vui, giỡn gì vui. Đi chợ trời nắng nè, về mệt đúng không? Cái anh giỡn vậy, anh vui, em sẵn quá cái em quên cái chuyện đi chợ mà đông người này kia nọ. Thiệt em mệt anh thiệt á. Đi chợ không mệt, về gặp anh mệt gấp đôi nữa. Trời ơi, này làm cho vui mà. Thôi nha, mai mốt là không chơi cái trò này nghe chưa. Rồi không chịu thôi. Rồi nhà em bị anh luộc ra muối, anh luộc chưa? Em dặn cái gì là anh nhớ hết trơn á. Lặt ra mà luộc đúng không? Đó mệt quá, để em làm cơm. Vô kiểm tra coi anh luộc gì đúng chưa. Mai mốt không có giỡn tôi cái kiểu nước. Rồi nó biết rồi mà. Nhắc cái hoài kiểu là có ngày đó. Bảo nó uống ngày gì. Bởi vì tôi nói anh không giỡn. Trời ơi, cái gì vậy? Ở trong cái nồi đó nó có con chuột. Chuột đó mà chuột. Con chuột vậy đó. Trời ơi, cái gì đâu. Đâu phải con chuột. Anh giỡn chơi kiểu gì kỳ cục vậy? Anh bỏ con chuột vô phải không? Đâu phải, anh thầy em là nó bỏ con chuột. Trời ơi, con chuột mà nó không bỏ ai bỏ. Không phải con chuột, cái này đâu phải con chuột đâu. Cái loại gì? Nó là con sáo. Anh ơi, con sáo con rớt vậy? Con sáo, hả? Anh mượn của bạn anh. Là cho anh mượn. Đó, hả? Ừ. Anh hết chuyện giỡn rồi hả? Nè. Không có cơm nó nữa. Trông gì đó mà kỳ cục à. Anh giỡn thôi mà. Ủa đâu rồi? Bỏ đâu rồi xong thấy cái cơm nước không biết xong chưa. Ây da, ngủ quá. Bỏ đâu rồi? Ý trời. Da đã nha, nước trà. Đúng cái loại nước mình khoai. Trời ơi, nước mắm. Bà đâu rồi, bà chơi tôi phải không? Bà hại tôi đúng không? Bà không có, bà xuất hiện. Bà chơi kỳ gì hả? Bà nghĩ sao mà chơi kỳ vậy? Bà nghĩ sao tôi đi làm về tôi mệt còn chết. Tôi khát nước, mà tôi giờ mở tôi lạnh, tôi tưởng chai nước trà tôi uống ai về. Bà bỏ nước mắm vô hại tôi hả? Cười cái gì? Vui lắm sao cười? Vui chứ sao không vui? Cái này tôi thấy không có gì đâu vui. Bà hại chồng bà cười được hả? Anh không vui mà em vui được không? Bà vậy mà bà vui được hả? Ý cái gì mà căng thẳng dữ vậy không? Sao căng thẳng? Mà hại người ta. Anh đi làm về mệt quá thì em làm cho anh coi như là giảm stress. Vui vậy muốn gì nữa? Bà hại tôi không? À tôi hiểu rồi, hôm qua tôi hại bà, giờ bà hại tôi không? Bà cho tôi uống nước gì? Nước này nước gì? Nước cá. Nước cá là nước gì? Nước cá là nước từ những con cá đó chết rồi, cái xong cái mình lấy mình bỏ lên, mình chất một lớp cá, một lớp muối, cái mình ép nó từ cái thùng bự như vậy nè, nó tự nhiễu nó từng giọt nước, biết bao nhiêu con cá vô được cái chai đó. Ha, vậy là nó cũng gọi là những chất tinh túy đúng không? Đó. Cá mà trộn với muối ra. Trời đất ơi, bà giải thích cho tôi nữa hả? Bà giỡn mặt với tôi hả? Nước mắm là bà nói đại nước mắm mà còn gì mà giải thích quá trình làm anh nước mắm cho tôi hả? Ủa vậy chứ ngày hôm qua anh cho tôi uống gì? Anh cho tôi uống nước muối mà anh giải thích tôi là nước biển. Thì nước biển. Nó nghe nè, anh chọc ghẹo em được thì em chọc ghẹo anh cũng được. Anh phá em được thì em cũng phá anh được. Có gì đâu mà tự nhiên
anh phá người ta không sao, tới người ta phá anh làm gì thấy ghê vậy? Tại nó bất ngờ quá mà tôi không phản ứng kịp thì tôi phải tức chứ, phải bực chứ. Chứ nếu mà biết trước còn gì là bất ngờ thì hôm bữa hôm qua em cũng đâu biết đâu. Nó cay cả ngay cả cái nồi cũng vậy nữa nha. Anh chơi á, anh em bỏ một sóc vô vậy, tôi mà mở ra mà rỡ lỡ mà con sóc nó nhảy vô người tôi á, tôi đứng tim, tôi gãi thằng đùi cái là tôi chết làm sao? Có phải là anh hại vợ không? Anh muốn lấy vợ bé thì anh cứ nói thẳng với tôi đi, tôi sẵn sàng chứ đừng có hại tôi chết kiểu đó. Rồi hỏi ra thì anh giỡn kiểu gì kỳ vậy? Thì tính giỡn cho em vui nhưng... Em không có vui thì... Bằng trước ngày hôm nay em giỡn anh cũng đâu có vui đúng không? Mà cũng may là anh giỡn cái vợ anh quá lố kiểu gì đó. Thử thời nghe, anh bỏ nước muối vào người ta uống hay là anh bỏ con sóc vô cái nồi đi, người ta không có la anh đâu. Mà anh biết làm gì không? Làm gì? Người ta đập vô mặt anh chứ làm gì. Vậy anh hứa với em mốt mà mình không có giỡn kiểu đó nữa. Với lại mình đối xử nhau cũng nó hơi đàng hoàng chứ đừng có đối xử như vậy, nó không có tốt. Rồi. Nói chuyện nha, anh em mệt quá. Hát khô của họng nhà anh luôn á. Nước hả? Chứ còn gì nữa. Nãy giờ không chịu nói nè, uống đi. Bởi vì hả, em bực anh ghê lắm. Anh cứ phá em bao nhiêu bữa em về, em làm về mệt mà phá cho đó. Rồi, anh hứa. Anh giết em chết luôn chứ tụi nó. Thôi anh không mốt, anh không có chết. Cái gì vậy? Anh cho luôn luôn mất. Anh giỡn lại nữa hả? Không có. Anh thật sự, anh quên thôi mà. Lỗi cho anh nha. Cố ý anh quên thiệt. Rồi để lấy nước cho vợ uống nha. Thôi được rồi.